Theo trình xưa kể rằng thì lồng đèn gốc quân là do một vị quen được ông tin bảo mộc cho ông là làm một chiếc đèn gồm 6 cái mặt đèn đó, thì ông đem ông làm và tặng cho vua. Khi mà ông nói về 6 cái mặt đèn đó đại diện cho 6 đức tính của con người thì ông được nhà vua được khen tặng. Thì từ đó là cái đèn cáo quân trở thành truyền thống của Việt Nam luôn. Mình tên là Thái Hoàng, hiện tại mình làm lồng đèn cáo quân cũng được khoảng 9 năm. Thì tình cờ trường có tổ chức một cuộc thi làm lồng đèn Trung Thu, thì mình có được cái cơ hội thi và làm lồng đèn cáo quân và được giải. Từ đó khơi dậy niềm đam mê cho mình. Đèn cáo quân là quan trọng nhất là phải đều. Ở trên nắp mình xiết xuôi thì dưới đế mình phải xiết ngược lại. Hàng thủ công thì mình phải làm từ từ chậm rãi. Tinh thần mình phải thoải mái nhất. Các hình quay bên trong thì nó mang nhiều chủ đề. Có chăn đồng hồ, có rước đèn múa lân, 12 con dép, mà còn nhiều hình theo yêu cầu của mỗi cá nhân. Ví dụ người ta muốn tặng cho một người con người ta về sinh nhật, hoặc là về những cái kỷ niệm đẹp nào đó, cần lưu giữ lại. Mỗi cái đèn mang ý nghĩa riêng. Bánh vải ở đây là tạo điểm nhấn chung về phần trên và phần dưới của đèn. Sức nóng của nến tạo lên đối lưu không khí và sẽ đẩy ra gió quay. Đó là nguyên lý của lồng đèn cáo quân. Chơi Trung Thu thì từ lúc làm đến giờ gần như là chưa năm nào đi được. Tại vì mục đích là làm lồng đèn để cho các bé chơi Trung Thu, cho nên mình phải cố gắng làm thật nhiều thì ai cũng đều nhận được đèn của mình làm ra cả. Mình nghĩ là cái đèn cáo quân này dù xã hội có phát triển như thế nào đi nữa thì các trẻ em vẫn muốn biết một cái gì đó mang nét đẹp giá trị truyền thống văn hóa dân tộc của mình.